Chào các bạn yêu mến cờ tướng. Trong cờ tướng, chiến thuật thuận pháo rất hay được sử dụng do lợi ích đẹp mắt và gây cấn. Hôm nay tôi làm chuyên đề này dành cho bên đi hậu, làm sao đưa ra những phương án đối phó thích hợp để giành lại quyền chủ động. Chuyên đề hôm nay có tên là chiến lược hoành xa bị trực xa phá. Đầu tiên chúng ta nghiên cứu phương án nhảy mã trong chống xa 6 tấn 5 của bên đi tiên. Pháo 2 bình 5, pháo 8 bình 5, mã 2 tấn 3, mã 8 tấn 7, xa 1 tấn 1, xa 9 bình 8, xa 1 bình 6, thì mã 2 tấn 3, xa 6 tấn 5, tượng 3 tấn 1, xa 6 bình 7, xa 1 bình 3, pháo 8 bình 7, mã 3 thối 5. Đến đây thì bên xanh có hai cách đi. Cách thứ nhất là xa 7 tấn 3, và cách thứ hai là xa 7 bình 8. Chúng ta sẽ xét sau. Chúng ta xét trường hợp thứ nhất, xa 7 tấn 3. Mã 5 thối 3, mã 8 tấn 9, xa 8 tấn 6. Ở đây bên đỏ có hai lựa chọn, một là xa 8 tấn 6, hai là xa 8 tấn 8. Chúng ta xét trường hợp xa 8 tấn 6, xa 9 bình 8, mã 3 tấn 4, chốt 3 tấn 1, xa 8 bình 7, xa 8 tấn 4, pháo 2 bình 3, pháo 7 bình 6, chốt 5 tấn 1, xa 8 bình 6, sĩ 6 tấn 5, xa 6 tấn 2, pháo 3 tấn 7, sĩ 6 tấn 5. Đến đây về cơ bản, hình cờ bên đỏ chiếm ưu. Bây giờ chúng ta xét sang trường hợp thứ hai, là trường hợp ở nước thứ 9, xa 8 không tấn 6 mà xa 8 tấn 8 thì sao? Thì xa 9 bình 8, mã 3 tấn 4, xa 8 tấn 4, xa 8 bình 7, sĩ 4 tấn 5. Ở đây chúng ta nói về việc lên sĩ. Sĩ 4 tấn 5 hoặc là sĩ 6 tấn 5 là một lựa chọn. Tốt hơn cho bên xanh là chọn sĩ 6 tấn 5, đưa về thế cờ ổn định hơn. Nhưng trong trường hợp bài này thì chúng ta chỉ xét trường hợp sĩ 4 tấn 5. Tiếp tục, phá 2 bình 3, pháo 7 tấn 5, pháo 5 bình 3, xa 2 bình 3, xa 7 bình 4, xa 7 chúng ta thoái 1, xa 4 tấn 3, mã 3 thoái 4. Và đến đây bên xanh thua cờ. Bây giờ chúng ta xét trường hợp bên xanh xa 7 không tấn 3 nữa mà xa 7 bình 8 thì sao? Xa 7
Binh 8. Pháo 2, binh 3. Sa 8, tấn 2. Pháo 3, tấn 5. Mã 8, tấn 7. Sa 3, tấn 6. Sa 9, tấn 2. Ở đây bên đỏ có một lựa chọn sa 8 tấn 6 hoặc là sa 8 tấn 8. Thì chúng ta sẽ xét phần sa 8 tấn 8 sau. Trước hết chúng ta xét phần sa 8 tấn 6. Bên xanh lựa chọn sa 8 bình 6 hoặc là pháo 5 bình 6. Chúng ta xét phần sa 8 bình 6 trước. Thì sa 8 bình 7, mã 3 thối 1, sa 7 tấn 2, mã 1 tấn 2, sa 7 bình 3, mã 7 thối 9, pháo 5 tấn 4, sĩ 4 tấn 5, mã 5 tấn 6, sa 6 bình 4, mã 6 tấn 7, sa 4 thối 4, sa sau thối 1, sa 4 bình 7, sa 3 thối 3. Đến đây hình cờ thì bên đỏ đã chiếm ưu thế. Chúng ta xét phần pháo 5 bình 6, sa 8 bình 7, tượng 7 tấn 5, binh 5 tấn 1, sa 8 bình 6, binh 5 tấn 1, thì binh 5 tấn 1, mã 7 tấn 5, sa 6 thối 3, pháo 5 tấn 3, sĩ 6 tấn 5, tiền mã tấn 7. Mã 3 thối 1, sa 7 bình 4, sa 6 thối 2 và sa 3 bình 4. Đến đây đỏ đã chiếm ưu thế. Bây giờ chúng ta xét trường hợp ở nước số thứ 9. Bên xanh sẽ đi sa 8 bình 7 thì sao? Thì pháo 3 tấn 4. Bên này là sĩ 6 tấn 5. Sa 3 tấn 3. Pháo 7 tấn 4. Pháo 7 bình 3. Pháo 7 bình 3. Sa 8 tấn 3. Pháo 3 thối 2. Sa 8 bình 7, tượng 3 tấn 1, pháo 7 bình 8, mã 3 tấn 4, sa 7 tấn 2, mã 4 tấn 6, pháo 8 tấn 3, tượng 3 thối 1, sa 7 tấn 4. Đến đây thì hoàn toàn bên đỏ giành ưu thế. Vừa rồi tôi vừa đưa ra các phương án cho bên hậu để chống lại chiến lược hoành xe của bên đi tiên để đưa lại những kết quả khả quan. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.